em có. Chọn phương án này hoặc phương án này nhé. Dạ vâng ạ. Là cái xoắn xoắn nó tạo cảm giác cái đường cong của cái con đấy hoặc cái bên dưới tùy em. Đạt gửi quy chuẩn logo gì tầm này nhỉ? Hai bạn Đạt. À, cái đấy em làm vào trong cái file đấy luôn À. nên là em gửi luôn. Lần sau chụp ảnh cho nhanh À, nha. vâng ạ. Ok, tín hiệu này đi cùng với cả cái mảng mật ong này, ok nhé. Không nên triển khai cái dưới này, hơi xến. Vâng. Con ong ở trong tổ ong này ok hơn, có thể làm chìm đi nhé. Vâng. Tóm lại là chọn hai tín hiệu này, được chưa? Dạ vâng ạ. Thành Đạt. Có. Tín hiệu em nhập ra nó cũng tương đối là xinh, là chả hiểu sao em triển khai nó lại cứ bị rộ với cứng. Em cứ bị cảm giác màu rất là mạnh nhé. Em tiết chế màu cho cô một chút, tiết chế cảm giác cho cô một chút. Nhiều khi cái cảm xúc nó mạnh quá không tốt đâu. Này, nó đẹp chưa? Nguyên triển khai này tôi cũng đẹp rồi, nhưng mà chả hiểu sao xuống dưới thì lại triển khai khá là cũ và cứng nhá. Nhặt họa tiết ra để làm triển khai mà em nhá. Chọn cho cô tín hiệu nhận diện này và triển khai thêm. Minh Hòa cô không xem nhá, Minh Hòa chẳng có gì ở đây cả. Tân. Có. Nhét hai cái này hai góc này để làm gì? Đây là tín hiệu à? Cái hình thức này thì còn được nhưng mà nó quá quen thuộc rồi. Nguyễn Ngọc Tuấn. Tín hiệu là ok này, triển khai custom này, ok này, cái cách này cũng được đó, nó xuống để nó không bị lấn át logo nhé. À, cái cách này nếu em muốn triển khai nó khá hài hước nhưng đừng cắt góc theo kiểu này, một là ao hẳn ra nhé, ao giống con này này, nếu muốn nhìn thấy mắt vẫn được nhưng em có thể phóng to ra nhé. Khúc Tùng Lâm. Khúc Tùng Lâm đâu em chọn cho cô một nhóm họa tiết nào đấy làm tín hiệu nhận diện. Đấy, chứ không phải có mỗi một nhóm trong vứt chỏng trơn này đâu. Nhá, và đừng đặt này, nó rất là rối để họa tiết lên chữ này. Còn mặt này bị chang nhau nên là không có gì để
Bây giờ cô sẽ dừng chia sẻ lại và cô sẽ hôm trước cô đã dạy các bạn lý thuyết về mặt tín hiệu nhận diện rồi, đúng không? Và thường là cái tín hiệu mình đã ở trong cái bài là các tín hiệu đồ họa đấy, là cô cũng đã nói rồi đấy. Thế nhưng mà nhiều bạn vẫn triển khai rất là sơ sài nha. Bây giờ đợi cô một tí, cô sẽ nói sơ lược cho các bạn về các ấn phẩm. Cô sẽ lướt nhanh nhá, cô sẽ lướt nhanh để các bạn nắm được cái thông tin, bởi vì là còn ít thời gian quá. Thì để các bạn nắm được thông tin thì trong tuần tới các bạn biết được để làm. Đối với nem cạc nhá, nem cạc thì đương nhiên cái nội dung chính của nó sẽ là những cái thông tin, đó là những cái tên hay là số điện thoại hay địa chỉ. Chính vì vậy nên các chúng ta sẽ cố gắng là tập trung cho cô vào cái diện cái nội dung thông tin và cái có thể là cái logo công ty hoặc gì đó. Toàn bộ họa tiết các bạn tiết chế lại cho cô, kiềm chế nó hơn, sử dụng nhiều cũng được nhưng phải chìm xuống nhá, bởi vì cái quan trọng của mình nó phải là thông tin đối với cái nem cạc. Đối với nem cạc thì kích thước ấy, thì thông thường nó rơi vào khoảng 90 x 55 mm hoặc 88 x 53 mm. Tại sao lại thông thường là kích thước như vậy? Bởi vì thường các nhà in nó có chung một kích cỡ, các bạn làm kích cỡ khác đi nó sẽ tốn chi phí cho khách hàng của các bạn hơn nhá. Cái phần tràn lề là thông thường là cái nem càng người ta sẽ phải cắt, nên là tràn lề thì có thể là canh ở cái vùng như là 2,5 đến 3 mm, tức là cái khoảng này đừng để cho cái gì chữ trước nó sát vào đấy, bởi vì là khi mà cắt xén cái chữ hoặc cái gì đấy, ví dụ đây là cái phần tràn lề vàng nhá, cái phần này không nhất thiết là các bạn phải, bạn nào cũng phải bo viền nhé. Và đây là cái phần vàng, là cái phần khoảng cách để người ta có thể là an toàn hay cái gì đấy. Đấy, thế thì khi mà quá trình cắt ấy thì nó có thể là sẽ bị hỏng hay gì đấy. Đương nhiên nếu mà mình đặt hàng nhà in thì hỏng thì mình bắt làm lại rồi. Nhưng mà ý là nếu như các bạn bo cái viền này này thì nó cũng có một cái rổ là rất dễ trong trường hợp mà cắt chẳng hạn thì nó sẽ bị lệch chẳng hạn đấy. Và nhớ cho cô là chữ là phải thụt nó vào, đừng có để sát lề quá, nó sẽ bị cắt, nó sẽ bị mất chữ. Sử dụng kiểu chữ và phông chữ thì các bạn nên để phông chữ với cái kiểu chữ dễ đọc, cái kiểu chữ dễ đọc và kích cỡ chữ làm sao cho nó phù hợp và dễ đọc, đừng để quá nhỏ để người ta không thể đọc nổi nhá. Tóm lại là ưu tiên cho nội dung thông tin hơn ở cái phần nem cạc. Đấy. Thông tin trên cái nem cạc thì nó sẽ bao giờ gồm là người sở hữu cái danh thiếp đấy, tên của người sở hữu danh thiếp đấy, chức danh nghề nghiệp, thông tin liên hệ, đấy, công ty tổ chức, công ty đơn vị tổ chức sự cái đơn vị hành chính sự nghiệp mà người ta theo ấy. Rồi địa chỉ của công ty, logo, hoặc là cái nếu mà là một một nghệ sĩ có một cái con chuyện riêng hay gì đấy thì nó là dấu của cái cá nhân đấy. Hình ảnh trang trí ở đây nó chính là gì ạ? Hình ảnh trang trí ở đây nó chính là
tín hiệu nhận diện đấy. Đó. Các bạn chụp cho cô cái này lại. Đối với cái niêm cạc ấy thì nó có rất nhiều hình thức thể hiện khác nhau, chứ ví dụ như là nó có thể thử, đây là cái thương hiệu máy ảnh này. Tức là không nhất thiết là các bạn cứ chỉ nguyên thông tin về tín hiệu nhận diện, mình có thể là khai thác nó sáng tạo hơn. Đấy, ví dụ như đây là một cái nêm cạc của một cái thương hiệu về quay dựng này. Đây. Rút ra là gọi, rút ra là gọi. Đây là thương hiệu về nha khoa. Hình chiếc răng, các bạn nhìn thấy hình chiếc răng không? Đây. Đây là hình chiếc răng này, xong nó bị sâu này. Thì rút cái nêm cạc ra là gọi luôn. Thực ra cái này nó chính là cái răng sâu rồi. Hoặc là về cắt may, giảm béo, khung tranh. Đồ nội thất. Có một cái đặc điểm là tất cả những cái nêm cạc ở dạng như thế này ý, thì thường là chi phí nó đắt hơn rất nhiều so với nêm cạc thông thường nhé. À, rồi bì thư. Bì thư thì có một cái hệ thống gọi là từ to đến nhỏ, và chúng ta phải triển khai đồng bộ cho cô là cái nhóm địa chỉ, tên công ty các thứ là phải đặt ở phía bên trái bên trên, người nhận ở phía bên phải phía bên dưới. Bởi vì quy tắc đọc là đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nên các bạn đừng có cố làm ngược lại theo kiểu chữ tên công ty ở đây xong rồi nơi đến ở bên này, đừng cố tỏ ra khác biệt làm gì, cứ đúng quy chuẩn là cho cô. Còn họa tiết các thứ các bạn thêm vào theo kiểu gì sáng tạo ở đấy thì tùy các bạn, được chưa? Đấy. Đây là một cái cấu trúc của cái bì thư. Các bạn chụp lại. Có các dạng bì thư như là bì ngang, bì ngang, bì dọc, bì thư lớn, bì thư nhỏ. Đây là các dạng thông dụng nhé. Và các kiểu, cái kiểu bì thư khác nhau. Thông thường cái này nó ở dạng thiệp cảm ơn ấy, nhưng nó vẫn là cái bì vào bên ngoài. Còn cái những cái bì thư mà mình thường thường dùng để gửi công văn hay gửi các thứ thì nó sẽ ở dạng như này. Đây là kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế luôn, chụp lại cho cô. Thường bì thư là theo chuẩn kích thước nhé. Thứ nhất là như vậy thì bởi các nhà in người ta đã có khuôn các thứ sẵn rồi, người ta sản xuất sẵn rồi, bây giờ chỉ gọi là in thêm cái tên công ty các thứ các bạn lên thôi thì chi phí nó rẻ. Thứ hai là ở trong rất nhiều những cái gọi là việc chúng ta sử dụng giấy ấy, thì nó là kích thước chuẩn của thế giới rồi đúng không? Đấy, chuẩn quốc tế rồi. Thế là với các kích thước giấy này khi gấp lại thì nó đặt trên các kích thước của cái bì thư này thì nó hợp lý hơn. Nó có các cách gấp này. Đấy, chứ không phải các bạn cứ rúm hết cả vào và gấp theo cái kích thước bì thư của các bạn đâu. Mà nó phải chuẩn theo quốc tế như này thì cái việc gấp nó theo nguyên tắc rồi. Tóm lại cái gì có chuẩn rồi cứ theo chuẩn mà làm, đừng cố sáng tạo gì. Đây, trên cái bì thư thì có cái tên công ty, logo, slogan nếu có thông tin liên lạc và cái nơi đến. Các bạn đừng quan tâm cái hình ảnh nhé, tại vì cái hình ảnh này quá cũ rồi. Một số những cái lưu ý. Các bạn chụp lại. Ví dụ như là logo chẳng hạn mà các bạn đặt ở phía bên trái thì cái nơi đấy là nơi dán tem. Đấy, nhiều bạn không để ý đâu. Cứ thấy tiện đâu là nhét đấy thôi. Đấy. Rồi thì
cái phần viết thông tin gửi nhận ấy thì các bạn có thể cắt thủng nếu như các bạn đổ màu. Còn nếu không thì các bạn phải để sáng. Vì nhiều bạn cứ thích thì đổ màu xanh vào đấy. Thế thì lấy bút đâu mà viết ra được, lúc nào cũng phải đi mua bút màu trắng à. Hoặc đổ màu đen ở góc đấy là không được nhé. Giấy viết thư. Giấy viết thư thì nhớ cho cô, đối với nội dung giấy viết thư thì các bạn lưu ý là nó sẽ tập trung vào nội dung. Giấy viết thư ghi cho cô một từ đấy là phải tối giản. Tối giản thôi. Đừng có cho quá nhiều họa tiết vào giấy viết thư. Nhớ nhá. Có họa tiết thì cho nhỏ hơi ít thôi, tiết chế thôi. Đây, ví dụ cái giấy viết thư bên dưới này. Nội dung thông tin của công ty này, có thể gạch ngang. Gạch ngang ra sau đấy thì kính gửi gì đấy. Hoặc là gì đấy bên dưới ít họa tiết nhỏ thôi. Chụp lại cho cô cái này. Thực ra thì đáng nhẽ cái này nó phải buổi sau dạy cơ, nhưng mà thôi, cô hướng dẫn luôn và nhanh cho tuần tới các bạn còn có việc còn biết mà làm. Kích thước này. Và quan trọng nhất cái này ấy, cái nội dung này hoàn toàn có thể tra trên Google được. Ví dụ như em tra giấy viết thư thứ kích thước thứ trên Google được. Nhưng mà khi mà em triển khai ấy, nó khó ở lúc triển khai ấy. Vì vậy nên là cô sẽ tập trung vào cái phần gọi là sửa bài cho các bạn ở trong cái phần khi các bạn làm sản phẩm nhé. Đấy, kèm tài liệu. Thì tuần tới chắc là làm đến cho cô đến phần kẹp tài liệu này thôi nhá. Bằng đấy những cái cô vừa lấy đấy. Tại bây giờ cũng hết giờ. À hết giờ chưa nhỉ? 9 giờ. À chưa hết giờ. Kẹp tài liệu nhá. Riêng đặc điểm của kẹp tài liệu là ở đây các bạn có thể trình bày cái gì ạ? Cái quan trọng nhất là tên công ty. Tên công ty và logo. Còn lại các bạn có thể có những họa tiết và ấn phẩm để thể hiện trên cái ấn phẩm này ấy, thì cái gọi là tín hiệu nhận diện ấy, thì các bạn lại sâu đồ họa ra thoải mái. Riêng đối với kẹp tài liệu nó khác với mấy cái kia nhá. Bởi vì kẹp tài liệu là mục đích là để sâu ra cho người ta nhìn thấy là cái thương hiệu này nó tên là gì và trông nó hấp dẫn thị giác ra sao mà. Nó cái nội dung của nó không nhiều. Đó. Cái nội dung bên trong người ta có thể là giới thiệu với công ty các kiểu cũng được. Đấy. Nhưng mà cái bên ngoài này các bạn hoàn toàn có thể diễn đồ họa, hình ảnh để hấp dẫn. Đây là kích thước của kẹp tài liệu và cấu trúc. Các bạn chụp lại cho cô nhé. Đây, bên trong nó có thể có nội dung. Nếu như bên trong em bổ và em chia rất nhiều nội dung giới thiệu như thế này thì cái gì ạ? Thì cái họa tiết hay tín hiệu nhận diện em không nên triển khai nhiều ở trong này nhá. Bởi vì nó nhiều chữ rồi, nó rất là rối. Em chỉ nên triển khai ở phía bên ngoài thôi. Kích thước chuẩn. Chụp lại này được cho nó nhanh. Kích thước chuẩn vừa nãy cô ở bên kia cấu trúc kích thước rồi mà. Đĩa CD không phải cái đơn vị nào cũng sử dụng đĩa CD nhá. Ví dụ như là có những như là hãng kem chẳng hạn thì nó làm đĩa CD làm gì, đúng không? Nó phải thực tế một tí. Thế thì đối với đĩa CD, ví dụ như là ở đối với những cái thương hiệu thu âm hay gì đấy, hoặc là ghi hình gì đấy, hoặc là những cái đơn vị mà nó cần phải lưu trữ thông tin qua đĩa CD thì mình làm đi thêm đĩa CD. Đĩa CD thì nội dung nó không quá nhiều, thế nên là phần này có thể mô tả đồ họa các thứ thoải mái, nó có thể là có tên công ty các thứ thôi, đơn giản. Đây, kích thước đây. Nhãn là cái dán nhé, cái dán ở bên trong ấy.
nhẫn đĩa là cái xin lỗi, cái hình tròn này này, tức là bản thân nó là cái đĩa đấy, còn cái vỏ là cái bên ngoài nhé. Thẻ nhân viên, cái này thì bắt buộc ai cũng phải có rồi. Thẻ nhân viên thì lưu ý cho cô là nó sẽ phải có, nó có thể dạng thẻ ngang hoặc thẻ dọc đều được hết. Tên nhân viên, ảnh nhân viên là bắt buộc có. Những cái thông tin là mã số nhân viên các kiểu bắt buộc phải có. Quét các kiểu nhá. Họa tiết đồ họa hỗ trợ không? Đấy. Họa tiết đồ họa chỉ mang tính chất hỗ trợ. Chụp lại cho cô những cái thông tin này. Biển hiệu. Biển hiệu thì đây là các cách cũ rồi, còn bây giờ mình có thể làm hiện đại hơn. Thường là ngày xưa hay đắp nổi, nhưng mà đắp nổi nhiều khi nó cũng hay bị bẩn. Nhiều cái kiểu chữ và cái logo đắp nổi nó sẽ khó có thể triển khai được. Thì thường người ta có thể làm phẳng. Cái này thì tùy các bạn nhé. Bao bì nhãn bác thì chúng ta không học nên chúng ta cũng khó mà biết làm, nên là cái phần này có thể bỏ qua. Nếu bạn nào làm thương hiệu mà có bao bì nhãn bác thì có thể vẫn cứ làm, nhưng phải tự tìm hiểu thêm. Lưu ý cho cô là với cái dạng túi như này thì tất cả những bạn mà làm những thương hiệu đều phải biết làm nhá. Ví dụ như phải bổ nó ra, đây là một cái các bạn có thể chụp lại cái này hoặc là lên mạng search các kiểu túi ấy, mà theo ý của công ty mình ấy, mình định làm ấy, các kiểu túi. Sau đấy thì search cái bản vẽ kỹ thuật của nó ra, đồ lại nhá, bởi vì mình không học về về bao bì. Nhưng mà một là mình vẫn phải biết, tức là vẫn có khách hàng họ yêu cầu. Còn đại đa số chúng ta học về ấn phẩm số là chính. Nhưng mà phải biết được bao bì nhé. Và với mỗi một cái bao bì khác nhau thì cái bổ kỹ thuật này nó khác nhau. Nên là thiết kế cái bao bì mình có thể là tối giản và thuận theo cái đại đa số thì nó sẽ ổn hơn. Một số đây cái đặc thù ngành hàng các kiểu. Đây, bao bì thì nhiều khi có những cái mẫu chai lọ này thì nó có sẵn mock up rồi, các bạn chỉ việc dán thôi, nó cũng không quá khó. Bì sáng tạo, mật ong à, cái gì ạ, thực phẩm sạch này. Đây là hộp giày, giày thể thao bên trong dùng cái sân bóng. Đây là bánh này, nút ra ăn thì nó mất này. Đây là tai nghe này, cái hình cái bao bì, cái nắp đậy là giống như cái đĩa băng đĩa ngày xưa ấy, rất là sáng tạo. Đây, bao bì này. Đây là trà, bút vẽ này, thiết kế cái để đựng trứng này, hộp bánh nó giống như vừa nướng ra khỏi cái lò nướng ấy. Này, túi giày này, túi giày chỗ này chỉ là tết thôi, còn chỗ này là cái dây thật khi cầm lên. Tem mác để phải có nhé, cái này tùy từng thương hiệu rồi. Các bạn có thể tham khảo cho cô trên trang này, trang cá nhân của cô nhé. Đúng rồi.
Và album này, và ảnh này, album này, vào trích một phần trong thiết kế nhận diện thương hiệu này. Đây đúng rồi. Đây, trích một phần trong thiết kế nhận diện thương hiệu. Xem trong này xem cách triển khai từ, đây là logo nhé, đây là tín hiệu nhận diện. Thế thì khi triển khai ở các ấn phẩm này, triển khai có giống nhau không và như thế nào? Đấy, có thể tham khảo trên. Đây nha, từ cái này bạn làm nhắn gì nha, ồ thế à, cô đang cài bạn bè à, ồ đúng rồi, để cô cài lại được rồi, tí nữa cô cài nhá, xin lỗi. Đấy, các bạn có thể xem trong này cách triển khai này nhá, không phải ấn phẩm nào nó cũng giống ấn phẩm nào đâu, vẫn là tín hiệu nhận diện này, nhưng mà nó đặt trên các ấn phẩm nó có thể triển khai khác đi, nhưng cái khác đi đấy nó không bị theo kiểu khác hẳn, mà nó vẫn, người ta nhìn người ta vẫn nhận ra đấy là cái thương hiệu nào. Và bây giờ cô sẽ dừng chia sẻ để cô xét lại cái này ở chế độ công khai và các bạn lên xem nhé. Chỉnh sửa. Công khai. Ok, cô đã lưu công khai rồi đấy. Các bạn tự lên đấy xem nha. Và tuần tới các bạn sẽ làm cho cô bộ ấn phẩm văn phòng đấy, triển khai theo cách như thế này, đặt cho cô cái logo lên đầu, xong đặt cái tín hiệu nhận diện, sau đấy thì đến các sản phẩm nhé. Các bạn có thể xét ảnh dọc hoặc ảnh ngang cũng được, ảnh ngang cho nó ảnh ngang thì có thể là nó sẽ hình nó sẽ to hơn đấy, hoặc là khi cô xem cô có thể phóng to lên thì tùy, hoặc là có thể xếp theo kiểu 2-3 cái dọc thì tùy nhá. Đấy, nhưng mà phải có logo và tín hiệu nhận diện so với các ấn phẩm. Sẽ đặt nó trên một cái ảnh và comment ở trên trên Facebook để cô sửa cho nó nhanh nhá. Tại vì lớp mình cũng tương đối đông đấy. Hôm nay sửa mỗi tín hiệu nhận diện thôi mà cũng hết giờ. Thế nên là tuần sau thì các bạn tuần sau mình học trực tiếp mà đúng không? Vâng ạ. Thế thì tuần sau mang máy hoặc là lưu trong điện thoại nhá, lên lớp nhá. Tức là cô gọi đến ai thì người ấy mang máy lên cho cô xem nhá. Cô sẽ xuống đó, cô sẽ xuống từng bạn một. Vâng ạ. Ok, thì tuần sau hẹn gặp các bạn ở trên lớp. Các bạn nghỉ đi nhé. Chào cô ạ. Chào em. Chào em.